Bỏ 13 triệu đặt tour Phượng Hoàng Cổ Trấn tại Best Ride Travel có đáng không? Câu trả lời chắc chắn là có. Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn trọn gói đã bao gồm đầy đủ các dịch vụ, vé máy bay khứ hồi, khách sạn 4 sao, ăn uống đặc sản địa phương, vé tham quan theo chương trình. Hơn thế, thủ tục visa đoàn Trung Quốc lại vô cùng dễ dàng, chỉ cần hộ chiếu còn hạn. Lịch khởi hành tour đa dạng hàng tuần nên bạn có thể dễ dàng chọn được ngày đi phù hợp. Vậy tour Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm tại Best Ride Travel có gì hấp dẫn? Cùng khám phá ngay nhé! Ngày 1, du khách bay thẳng tới Trương Gia Giới. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn thưởng thức bữa tối nhẹ rồi nhận phòng nghỉ ngơi. Ngày 2, khởi động chuyến du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn với điểm đến đầu tiên là Thiên Môn Sơn, bối cảnh quen thuộc trong các bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Tại đây, du khách có thể thử thách giới hạn của bản thân khi khám phá quỷ cốc Sạn Đạo, con đường độc nhất vô hạn treo leo men theo vách đá, đi bộ trên Sạn Đạo kính, cây cầu kính trên vách núi dài hơn 150m. Buổi chiều, đoàn ghé thăm địa điểm đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội, công trình kiến trúc đồ sộ 72 kỳ lồng. Đây là tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm vô cùng sầm uất được thiết kế theo kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Miêu và người Thiểu Xa. Buổi tối tại 72 kỳ lầu còn diễn ra màn trình diễn ánh sáng vô cùng công phu khiến bạn phải ngỡ ngàng đến bật ngửa nữa đó. Sau khi dùng bữa tối, đoàn di chuyển về khách sạn và nghỉ đêm tại Trương Gia Giới. Ngày tiếp theo, xe đưa đoàn đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, điểm đến trong mơ của nhiều du khách. Tính đến nay, Cổ Trấn có tuổi đời lên tới 1.300 năm, được đặt theo tên loài chim Phượng Hoàng cao quý. Tới đây, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian yên bình và thơ mộng, tự như những bộ phim cổ trang. Check-in tại các địa điểm nổi bật như cầu đá nhảy, cầu gỗ, Phượng Hoàng Thành, du ngoạn trên sông Đà Giang huyền thoại. Sang ngày 4, sau khi ăn sáng và trả phòng, đoàn di chuyển đến Đức Hãn Miêu Trại, nơi đây là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của người Miêu. Đức Hãn Miêu Trại sở hữu những ngôi nhà cổ kính có kiến trúc tương đồng, thống nhất về màu sắc, chất liệu xây dựng. Đến với Đức Hãn Miêu Trại, du khách có thể tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc Miêu, thông qua những điệu múa, phong tục tập quán độc đáo. Buổi chiều, đoàn ghé thăm Hiệu Thuốc Bắc, Trung Quốc, vốn nổi tiếng với nền y học đông y lâu đời. Tới đây, du khách sẽ được tham quan và tìm hiểu thêm về văn hóa, cũng như những bài thuốc y học cổ truyền hữu hiệu. Đoàn tiếp tục tham quan Vườn Nông nghiệp Quốc gia, nơi được biết đến với đặc sản trà tại vùng Tương Tây. Trà Tương Tây có nhiều tác dụng rất tốt cho cơ thể như tăng cường và hỗ trợ tim mạch, giảm cân, giữ dáng, cải thiện tình trạng da lão hóa, nâng cao sức khỏe não bộ. Du khách tự do tham quan và mua sắm trà. Ngày cuối cùng của hành trình, quý khách du ngoạn Hồ Bảo Phong, một trong tứ tuyệt của Vũ Lăng Nguyên, có chiều dài hơn 2,5 km. Đoàn vừa ngắm cảnh, hòa mình vào thiên nhiên, vừa thưởng thức khúc ca, giao truyền nhân gian của dân tộc Thổ Gia. Đoàn tiếp tục ghé thăm cầu kính Đại Hiệp Cốc, nơi đây được mệnh danh là cây cầu kính dài nhất thế giới với tổng chiều dài lên đến 430 m. Đứng trên cầu, du khách có thể thu vào tầm mắt khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi non trùng điệp vô cùng ấn tượng. Sau khi tham quan và mua sắm tại cửa hàng trưng bày trang sức, đoàn di chuyển ra sân bay và làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam. Với lịch trình siêu hấp dẫn này, Phượng Hoàng Cổ Trấn chắc chắn sẽ là điểm đến đáng nhớ trong hành trình vi vu thế giới của bạn. Liên hệ Best Ride Travel để đặt tour trọn gói giá tốt ngay hôm nay.